của chúng ta mà khỏe mạnh thì chúng ta luôn có xu hướng rất là vui vẻ, chúng ta luôn tích cực để hoạt động, chúng ta luôn tràn đầy năng lượng và tràn đầy sức sống với những cái cảm xúc tích cực. Thế ngược lại, khi mà cơ thể chúng ta yếu đuối thì chúng ta sẽ cảm thấy là buồn chán, chúng ta ủ rũ, chúng ta mệt mỏi, chúng ta cáu gắt, chúng ta phàn nàn đổ lỗi mà chúng ta cũng thậm chí là không muốn làm gì cả. Chúng ta rơi vào trạng thái là mất năng lượng. Thế còn khi mà bạn tập trung vào những cái điều tích cực, ngay kể cả những cái sự vật, sự kiện, hiện tượng đến với cuộc đời bạn mà bạn không mong muốn, bạn vẫn luôn tìm thấy trong đó những cái điều tích cực ở trong cái sự kiện đó, thì tôi tin chắc rằng khi mà bạn chỉ tập trung vào những cái mặt tích cực thì khi đó hành động của bạn sẽ rất là mạnh mẽ. Tôi tin chắc rằng với những cái cảm xúc như vậy thì cuộc sống của bạn sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng.